Anh em nào muốn mua nick liên quân FreeFire uy tín giá rẻ, thử vận may siêu hot vô cùng hấp dẫn chỉ với 10.000 đồng thì hãy ghé qua shopnbh.com nha. Hi, Sawanikap Cup. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là NBH đây. Ở clip này chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm đội hình PR Dialga bóng tối hắc ám bá chủ kết hợp với cặp đôi Lati bá chủ nhá. Về ba con yếu tố tính năng hiệu quả trong trận đấu làm sao như thế nào đều đã có các clip review khá là kỹ rồi, nên mình sẽ không nhắc lại nữa. Làm nhẹ combo, búp 100% win skill, 50% khả năng phòng thủ, 30% DRM, 30% damage crit đến từ cặp đôi Lati em Dialga PR, được hưởng, được húp xanh, lại còn tự bản thân nó úp lên, ối giời ơi, chỉ số nữa. Miễn dịch khống chế được mấy tân đầu nhá. Đấy, anh em nhìn này, công việc thì đơn giản thôi. Đầu tiên thì mình cứ dùng cái kỹ năng hệ thép này đi để gia tăng thêm tỷ lệ trúng của kỹ năng. Rồi, đầy nộ xem. Một chiêu cuối dứt điểm hoàn toàn trận đấu, không cần nói gì nhiều. Ôi mà ác này được cái ba em nó lực chiến cũng xem nhau anh em ạ. Khá là rõ ràng về năng lượng cũng như sức sống tồn tại trong trận chiến. Đây, búp lên này, ui chỉ số này, 3.4 triệu về 3.5 triệu crit, 270.000 speed. Mẹ ơi, rồi xong. Chiêu cuối, quần thể. Ai đụ nữa, ai trụ được nữa. X khai khắc chế lên mọi hệ. Nó nổ thêm màu vàng là do đến từ cái hiệu quả listen, tăng thêm sát thương khắc chế đối với bét hệ rồng nhá. Đây này, đến từ cái hiệu quả trong phục này này. Nhiều bạn cũng thắc mắc, cái này mình nhắc lại khá nhiều ở các video rồi đây. Đấy, nó tạo sát thương lớn hơn X2, thêm khắc chế cái là nó sẽ nổ máu vàng nhá, chứ không phải máu vàng là sẽ auto X4 đâu. Nhiều bạn cứ tưởng điều đó đây, thắc mắc hoài suốt ngày các clip hỏi là anh ơi, tại sao nó lại như thế, tại sao nó lại X4? Ui, máu vàng phải X4 đâu mà ơi. Rồi thôi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm combo thôi. Về con PR Dialga bóng tối hắc ám bá chủ này, cái điểm chính của nó là lượng sát thương sốc vô cùng là dồi dào, đặc biệt đến từ cú nộ. Ở cú nộ thường nó sẽ tạo 2 đợt sát thương ấy, nhưng mà nó có tỷ lệ trúng nhất định nhá. Vậy nên ở cái Pro 2 nó có một cái Pro chuyên biệt giúp gia tăng tỷ lệ trúng của skill, và kết hợp với đấy là cái kỹ năng của nó luôn cũng tăng thêm để trúng này, và thêm vào đó là cái kỹ năng bị động này, tăng chỉ số tấn công này, phòng thủ này, miễn giảm sát thương này. Ui, nói chung là thôi nhá, anh em tìm lại video review về PR Dialga bá chủ lực chiến khủng đi để có thể trải nghiệm cũng như là thông thạo tất cả mọi thứ đến từ em PR Dialga bá chủ này. Thì bây giờ mình nhắc lại thì nó lại cũng khá là nhiều các yếu tố bâng khuâng lắm. Đây, tự tăng này, đổ vào trận đấu nha, đối phương này ăn đối chơi hiệu ứng này, mặc định thôi, cứ mỗi một lượt đến lượt của PR Dialga sẽ khiến đối phương bị nhận thêm được cái tầng này, cái tầng nó lên số 2 này, anh em biết tầng gì không? Giảm sát thương đối phương tấn công lên tất cả bet feta, nghĩa là giảm sát thương của đối phương tạo ra với mỗi một tầng là 15%, 3 tầng là đối phương sẽ bị giảm tới rơi vào là 45% sát thương tạo ra rồi, mất mẹ đi một nửa sát thương rồi, căng chưa? Lại còn cái khi tất cả bet bị dính cái hiệu quả kỹ năng bị động ấy, nó tấn công có khả năng giúp cho PR Dialga bá chủ tăng nhẹ lực hành động. Cái tăng nhẹ nó khác với tăng mạnh. Tăng mạnh hành động là chắc chắn các bạn giật tơn luôn, còn tăng nhẹ thì nó có tỷ lệ giật tơn thôi. Đấy, cặp đôi này kết hợp với nhau này, lực chiến đồng đều này, chơi mới sướng nhá. Tổ ôi này thì hồn hộ trả vệ này. Mà vừa nãy là mình mới chỉ nói qua về chiêu cuối ở cái phần chiêu thường đúng không? Chiêu cuối cú nộ ở trạng thái thường, còn cú nộ ở cái phần tuyệt kỹ Z nó tạo tới 3 luồng sát thương cơ, không phải là 2 luồng đâu. Đây, tuyệt kỹ Z của nó này. Đấy, đây nhá, bỏ qua xóa vệ này, hút tất cả của tăng bút này, tạo sát thương hệ rồng này, tạo thêm liên tục 2 lần sát thương hệ rồng credit, uy lực tương đồng, sát thương đoạn 2 đoạn 3 có 50% tỷ lệ trúng skill. Đấy, thế nào? 3 đợt sát thương anh em ạ. Ui, lại còn ít khai khắc chế nữa cơ. Lại bỏ qua hộ vệ, hút tất cả hiệu quả tăng bút của mục tiêu. Kỹ năng bị động thì quá trời các hiệu ứng rồi. Nào thì là tăng thêm sát thương này, tăng sát thương khắc chế 50% này, 30% miễn giảm sát thương này, miễn dịch hiệu quả khống chế này, kéo dài 2 hiệp này, được cộng dồn 2 lần, mỗi cái tỷ lệ đều được tính chia cách riêng biệt ra. Đấy, rồi hiệu ứng này, khi Bech có trạng thái kỹ năng bị động này, hành động này, PR Dialga được tăng thêm nộ này, tăng thêm crit này, cộng dồn 5 lần này, đến lên được tới là 50% nộ này, 50% crit này, và không thể bị xóa này, còn có thể hành động tăng nhẹ nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ auto để qua nốt 2 bạn này đi, đến với những cái tầng tiếp theo. Cái điều nan giải ở con ác này là khá là khó để test team cho anh em coi, bởi vì ác top 1 đi server mà đánh trong đại chiến thế giới hay là đánh ở trong server cực kỳ khó để kiếm được những cái đội hình nào ngang tầm với những cái đội hình cơ bản để test, chứ mang đi BK lên server cũng đâu đánh đấm được. BK lên server thì gặp toàn top chùm, top cụm, đầu trâu, mặt bò, mặt ngựa rồi, đánh làm sao? Thôi không vấn đề gì, mình sẽ cố gắng để làm cái clip bằng cái tem này đi BK lên server ra xa, bởi vì chiến của nó cũng đâu đến nối đâu. Tuy là không nâng cấp gì nhá, hoàn toàn chả đột phá quái gì về ba con này cả. Ba con gần như là nâng cấp mỗi thân mật này, level, thêm vào đó skill truyền pro 1, pro 2 thôi, mà chỉ số của nó do đồ hôm ấy thì ra cao thôi. Chỉ số gốc này có 147.000 speed, 1 triệu 7 crit và rồi xong. Bây giờ 3 triệu 7, gần 300.000 speed. Má ơi, anh em thấy thế nào? Này, 3 triệu 8 crit này, 300.000 speed này, nó có ngang ngửa với những cái con ác top chùm C1 mới đâu, mà nó hơn làng hoàng chứ. Mẹ, không nâng cấp gì nhá, đột phá đây. Đây, anh em nhìn này, đấy, nói là có mách thì sách có trứng. Đấy, mở mỗi Pro 1, Pro 2 thôi, đột phá không nâng cấp gì cả. Về cái Pro 2 em PR Dialga này thì cũng chưa reset ra cái Pro chuyên biệt dành cho em nó. Dùng hiện tại đang giữ cái là tăng thêm đam crit này cũng khá là thú vị, giúp gia tăng cải thiện sát thương lên một cách tối đa. Đánh với thanh niên bad boy, boy em chả boy chứ. Hoppa, bye. Bây giờ cần gấp kèo với gặp nào ta? Team này thì nếu mà solo với team Lugia cộng hưởng kết hợp với cặp đôi Lati đấy, hai kèo này cũng xem nhau, bên nào có tốc độ cao hơn thì nó lợi. Tốc độ cao hơn thì nó sẽ có khả năng búp lên, nó dồn sát thương luôn ngay tức thì. Đấy, con này biết auto dùng khuôn phép, nó dùng cái kỹ năng để tăng thêm tỷ lệ trúng của skill lên đấy, sau đó nó mới vã chiều cuối này, và tầm này vã chiều cuối thì ai chơi nữa. Ôi ôi, đây, hiệu quả này là hiệu quả miễn dịch khống chế này, kia là hiệu quả giảm thương này. Thì anh em nhìn ở dưới chân con PR Dialga và chủ ấy, thì các bạn có thể thấy được các cái hiệu ứng đến từ kỹ năng bị động. Chứ kỹ năng bị động của nó gồm cực kỳ nhiều các hiệu ứng khác nhau mà, thế nên là anh em cũng phải có một cái nhận định khá là rõ ràng nhá. Nếu mà kích hoạt cái hiệu ứng giảm thương lên là giảm được 30% và đối phương đã bị giảm 40%, 45% sát thương tạo ra, tổng cộng là chúng ta nhận sát thương vào là 100 trừ 75 là có 35% sát thương thôi, giúp cho em PR Dialga và chủ tăng thêm khả năng chống chịu cũng như độ cứng cáp ở trong trận đấu. Đấy, một quẹt thôi kìa, ui chết, chị ui vãi nồi chết luôn kìa. Ô hay ghê vậy, rõ ràng bạn đấy nhìn con Hoppa nó còn bộ hô mà, mới đớp xong bộ hô cái thôi mà sao nó cũng lăn đùng ra chết ta. Ô hay kinh. Mà em PR Dialga này thấy ở server Việt Nam, ngoài nick dê sồm top 100 cụm 7 chơi vào trong đội hình tem chính ra, mình chưa thấy con ác nào chơi em nó vào trong đội hình tem chính nữa nhỉ, hay là do mình không biết được, bởi vì mình cũng chỉ tham khảo được ở với những con ác top liên thôi, chứ những cái con ác bình thường khác ấy mình không rõ được, bởi vì mình đâu gặp họ trong BK đâu, không gặp BK liên server thì làm sao biết đội hình họ ra sao, đội hình như thế nào. À mà bây giờ mình mới nhớ được là biết tại sao con Hoppa vừa nãy chết rồi, đó chính là em PR Dialga này nó mặc bộ sấm sét nhá, có tỷ lệ tạo sát thương lan ấy, đấy, nổ sát thương lan ấy, hồi nộ cực kỳ nhanh kìa, lên nộ liên tục luôn. Đây, tôi mặc bộ sấm sét cho em nó, bảo sao sâu lại cho em coi này, đây nhá, đó mặc bộ sấm sét nhá. Đấy, mình cũng đang ngạc nhiên, tự dưng mẹ nó đang phát đấy mới đam là mất bộ hô thôi, là mà lại chết tôi cả con hô ba. Cuối cùng cũng nhớ ra về vấn đề đấy, bảo sao tốc độ em nó không cao quá, mẹ cao gớm mặt luôn. 300k speed, nó khác hoàn toàn chỉ số khi mới vào trận nhỉ, con này phải có tơn là mới gia tăng được sức mạnh đấy, chỉ số vào trận của nó đấy. Rồi à không, đây là lên rồi, nó có tơn cái là nó đã ăn được cái hiệu quả búp đến từ cặp đôi Lati và chủ rồi, mình bấm không kịp, sâu không nhanh. Đây, con này à. Ui giời, xong rồi. Đó. Em này mặc bộ sấm sét trừng phê nhá. Chứ mặc bộ hộ ô thì cũng được. Hộ ô thì nó sẽ có giúp nhiều vấn đề hơn. Hộ ô thì nó khi mà thấp ấy, sẽ gia tăng thêm sát thương ức chế, củng cố về lượng đam cho player điên cao hơn. Còn mặc bộ sấm sét thì đôi khi nó sát thương quần thể đã cao ấy, sát thương đã cao sẵn rồi nó nổ xem cái lượng sát thương lan ra nữa. Đôi khi chúng ta dứt điểm luôn được trận đấu, dù đối phương có mặc bộ hộ ô đi chăng nữa cũng xử lý luôn. Chẳng hạn đây này, con dây này mặc bộ hộ đúng không, nếu mà nổ sấm sét là đi luôn này, đi luôn cả bộ hộ ô này. Nổ ai phát này không nổ sấm sét được. Ai sấm sét cái bộ đó ở cái meta hiện tại nó comeback nhiều ghê, với cái tính đa dụng của nó giúp lật kèo những cái team hơn lực chiến và cũng như những cái đội hình mạnh mẽ hơn tương đối là khá là cao. Chứ chơi bộ hộ ô thì các bạn chỉ được hồi sinh thêm một lần thôi và đầy cây máu này, tăng thêm sát thương ức chế. Nhưng mà có một số đội hình chẳng hạn như là tem Lukia kết hợp với cặp đôi Lati và chủ ấy, đánh càng về lâu thì sát thương và lượng crit của nó sẽ càng suy giảm theo thời gian. Nó mạnh nhất trong vòng 3 turn đầu tiên, thế nên là chúng ta dùng bộ sấm sét là hợp lý rồi. Rồi, giờ sao tấn công đây. Đây, cái hiệu ứng này là đấy chính là cái hiệu ứng khi chúng nó hành động, nó sẽ giúp cho em player điên ca tăng nhẹ cái hành động nhá. Đấy, tất cả bet trên trận đều dính hiệu ứng đấy luôn. Rồi, giờ sao nó đang núp hiệu quả bất tử của thân nên mình không chạm được. Ui ôi, tấn mỏi nghỉ ghê. 3 triệu crit này, thân 300.000 speed này. Tơn sau là đến tơn của con gì đây? À, Zayquaza đúng không? Zayquaza đến hô ô này, hô ô nộ này và xong. Mọi việc đã kết thúc. Này, một quệt thêm phát nữa, dây đã hẹo. Giờ còn một mình hô ô, một 3 cây làm chẳng nên non, một cây đứng lại, làm sao lên gì, gãy thôi chứ còn gì nữa. Và nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc là tại sao giọng mình nó khàn khàn này, thực sự luôn. Video thì ác người ta mà, ác mượn mà, nên không phải lúc nào mình cũng vào làm clip được, cũng như là có một số các cái tính năng ấy nó chỉ mở đánh hay là đánh đấm được trong vòng thời gian nhất định thôi. Thế nên là mình tranh thủ đang ốm yếu bệnh tật đầy người đây này, vừa ngồi nói vừa bình luận vừa phải ngậm một cái viên thuốc trong mồm này để cho nó đỡ rát họng làm clip cho em coi đấy. Thế mà mình bố có hiểu đâu, xem toàn xem chùa, hiểu kiểu gì, chả có cái động lực nào cho tôi cả. Anh em toàn kiểu xem chùa thôi, anh em không thương tôi rồi, nói thương mình, nói yêu mình, nói quan tâm mình, nói muốn mình hiến máu, mà xem toàn xem chùa, chả like chả chia sẻ, vậy là không thương mình rồi. Đấy, phát đấy này, anh em thấy không, tăng nhẹ lực hành động này, quả đấy nó giật tơ luôn kìa. Sổ ơi, con này hành động liên tiếp phát này này, kinh vậy cứt. Đây nha, đến con Lati tấn công này, tăng nhẹ lực hành động cho PRD ăn ca nào. PRD ăn ca tấn công, ui dồi ôi, xong luôn rồi, endgame mẹ rồi. Chưa cả kịp tăng nhẹ lực hành động gì cả. Cái tăng nhẹ này nó tích nhiều lần vì ấy, cái hiệu quả đấy nó sẽ áp dụng cho toàn bộ bet trong trận đấu nhá. Tem bạn là 3 con, tem ta là 2 con, chúng ta có tới 5 lần tăng nhẹ. Đấy, 5 lần tăng nhẹ này chẳng có lẽ nào lại không được một lần thành tăng mạnh đúng không? Nhưng mà tăng nhẹ này là chắc chắn không bằng tăng mạnh rồi. Tăng mạnh hành động là mặc định là sẽ có tơn ngay tức khắc, không cần phải quan tâm hết xui như thế nào. Ôi giời ơi, nó chỉa con đi ăn xì à, một chỉa thôi ạ. Giờ gặp Meganet khóa nộ mà không sao, Meganet khóa nộ thì chúng ta có kỹ năng khác để dứt điểm mà. Mà kết hợp cặp đôi Lati thì lại còn thêm hiệu quả Ion Z, Ion Blue nữa, bảo hồi sinh, bảo đi HP, tránh ví dụ đối phương tốc độ cao hơn đi chăng nữa ấy, mà đam khỏe cũng không thể dứt điểm được em PRD Anga này trong vòng 1-2 turn được. Nếu mà các bạn mặc set ô thì ít nhất đối phương phải mất 3 turn. Kết hợp với cặp đôi Lati nữa, 3 turn ấy, dù có lượng sát thương to như nào chăng nữa. Vì nhá, bộ hộ này sẽ giúp 2 lần hồi sinh đúng không ạ? 1 lần hồi sinh đúng không? Và 1 lần chết. Đó, và còn kết hợp với hiệu quả Ion Z Blue nữa thì chúng ta lại có thêm 1 lần nữa. Mà tốc độ của cặp đôi Lati coi như tôi chưa nói gì hết nhá anh em ơi. Cái liều mẹ đó, trời ơi đất ơi đất ơi, cái liều đạn má ơi, tôi vừa mới nói khỏi mồm câu ạ. Cái hiệu quả Ion Z Blue đấy thì nó cũng có một cái điểm yếu, đó chính là khi đối phương tấn công chạm vào người mục tiêu hay chạm vào người MPR cái là hiệu quả ion Z ion blue đấy nó cũng sẽ được biến mất luôn, cái hiệu quả hồi sinh ấy. Còn cái hiệu quả tăng đam, tăng crit hay là tăng skill thì nó vẫn giữ nguyên nhá. Mê, Meganet bắn một chính là lại rồng kìa, gãy luôn, sợ thật. Con này đam cao đấy, con Meganet này. Ui ôi 2 triệu 8 và crit triệu mấy ở đây, là đây tôi đổi vị trí rồi. Giờ cho con mày đánh tao hơi nhiều đấy nhá. Em Primal Dialga của mình cũng chỉ đập một phát thôi là tem bạn gãy mà. Rồi nó cứ đè đầu cái cổ cặp đôi Lati tiếp và chủ mà tấn công đi. Xong Meganet đã chết. Giờ thì sao? Giờ còn Ho-Oh và em Guro bắt độc à? Này thì Guro bắt độc này. Thêm chỗ cuối này, đi này. Đi này, ôi chưa chết à, con Guro vẫn sống á. Ô hai. Mà em Primal Dialga này nó mang cho mình hệ ác và hệ rồng nha. Thế nên là vẫn bị ăn dấu độc của boss bình thường. Nó không như con Dialga bình thường, Dialga và chủ ấy, hay là mà con gọi là vị thần kết quản thời gian ấy. Còn đây là vị thần ngưng động thời gian nhé, nó khác hoàn toàn. Ui giời ơi, tấn công con Ho-Oh để cho máu nó thấp, sau đó nó nộ phát lực kèo kìa. Ui giời, toang mẹ 2 trận rồi. Phải không? Sát thương thì là có, nhưng mà khả năng phòng thủ là không. Phòng thủ con này yếu lắm. Chỉ số thì xa vời hơn hoàn toàn so với đội hình tem bạn. Thế mà mày nó đánh một phát là gãy rồi, đập một phát chết kìa. Mà em Primal Dialga này nó đâu mang trong mình thép, đâu bị kỹ năng hệ lửa khắc chế đâu. Đấy, như con Dialga vị thần cai quản thời gian thì nó còn có hệ thép, hệ lửa nó khắc chế lên, bị dồn đam phát chết thì không làm gì. Đây rõ ràng là ngưng động thời gian mà. Ở ngưng động thời gian này mà lại không ăn thua như ta. Ô, không dứt điểm được trận đấu kìa. Không xử lý được con ấy kìa, con Meganet Prima kìa. Con đấy thiếu sát thương vậy. Rồi phát nữa. Rồi, ôi ôi, mấy lần liên tiếp tàn thiếu một tí máu nữa, chán ghê. Rồi chiêu cuối vẽ ra kim đồng hồ. Kim đồng hồ của con Primal Dialga này khi nó dứt điểm xong ấy, nó quay vào hướng 1 giờ anh em ạ. Anh em biết 1 giờ một nghĩa là gì không? 1 giờ ấy, đây này, anh em nhìn không? Cái vòng quay kim đồng hồ đấy nó dừng ở cái 1 giờ này, 1 giờ đêm ấy. Cái giờ đấy là cái giờ hoàng đạo của cõi âm. Đấy, người âm phủ ngày ngủ đêm bay, người ban ngày ngày bay đêm ngủ. Đấy, đấy là thuộc giờ của người âm phủ rồi anh em ạ. Giờ đấy là các linh hồn nó bắt đầu sống dậy. Lúc đó sát thương gây ra, năng lượng tiềm ẩn nó dồi dào và cái kết thì vẫn thế, vẫn toang. Đổi vị trí lên, đổi vị trí xuống thì vẫn thua anh em ơi. Đéo hiểu kiểu gì. Ê, giờ mình sẽ chỉnh lại viện trợ nhá. Hóa tam ba bận này, dùng viện trợ Gigat để úp cái lớp khiêng hồn nộ vệ, kèm với đó là khiêng hậu tuấn ngăn chặn sát thương đi, để tránh cái lượng sát thương đến từ con Ho-Oh nó tạo ra. Khó chịu quá, mẹ Ho-Oh tên bạn đập đau thật. 66 triệu chiến xem qua chỉ số Ho-Oh nào. Vừa nãy mình mới xem chỉ số của Meganet thôi. Con Ho-Oh này mẹ nó có triệu mấy đâu, ít đam mà. Triệu 3 và đam thôi nhá, mà nó đánh con Primal Dialga của chúng ta cái một. Thấy sai sai ấy, nhưng mà con Ho-Oh này đam thấp mà. Ê, nhưng mà HP nó thấp, máu nó thấp, nó nộ theo phần trăm máu, bảo sao không phê cơ. Rát quá. Kìa, tấn công con Guro bắt độc kìa. Rồi, giờ sao? Ô, tên bạn nó búp bất tử ở thân. May quá mình có viện trợ Gigat rồi. Đóng băng nó nữa, đẹp tuyệt vời. Đóng băng tiếp. Đầy nộ nó xài chiêu cuối. Máu Ho-Oh thấp, xong lại toang, đéo win được anh em ơi. Không ăn thua. Các bạn thấy không? Mình bảo là cái phòng thủ của con Primal Dialga nó yếu lắm. Sát thương thì nó cao thì cao thật. Thế nên là nếu mà anh em chơi thì mình thấy là bỏ qua đi, đừng nâng vào HP làm gì. Chơi cứ nâng hết vào speed và crit. Chơi ra kiểu sát thương tổng lực, một ăn cả hay áp về không. Chứ chơi kiểu bản thân của nó ấy, cái dòng HP là không cao rồi. Các bạn có nâng cấp đột phá nhiều lên trường nào chăng nữa thì nó cũng chỉ đến một mức giới hạn là dừng thôi. Không bỏ. Vẫn vậy mà. Bản chất bếp của nó là không phải trâu. Các bạn nếu mà các bạn giã thì phải giã cực kỳ nhiều. Và may ra nó mới có khả năng chống chịu thêm một tí. Rồi, và ok, clip này của mình cũng đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé. Bye bye.